Người lao động ngành điện thường xuyên làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nên việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn lao động sẽ ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra cho chính bản thân và đồng nghiệp. Cẩm nang an toàn thi công lưới điện hạ thế được biên soạn với nội dung ngắn gọn, hình ảnh trực quan để người lao động dễ đọc dễ nhớ. Các kiến thức hữu ích này nhằm giúp người lao động ngăn ngừa tai nạn lao động, ứng phó kịp thời các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Phần 1 công việc xử lý các điểm tiếp xúc xấu của trạm biến áp có cắt điện. Bộ đồ nghề cơ bản gồm sào thao tác, tiếp địa hạ thế, biển báo an toàn, mỏ lết, bút thử điện hạ thế, bộ lục giác, cờ lê các loại, thang di động, kềm ép thủy lực, rào chắn công trường, biển báo công trình, thiết bị dò điện áp cao cá nhân, danh mục vật tư cơ bản, giẻ lau, giấy nhám, đầu cốt ép đồng, đầu cốt đồng nhôm, đầu cốt đồng cáp xuất, đầu cốt máy biến áp, bu lông, cáp hạ thế ABC, ống nối cáp, chai xịt chống rỉ, set RP7, tấm 3 kè lít cách điện. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh. Thứ nhất, điện cao áp phóng, không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn điện cao áp như nằm trên FCO, đầu cáp nằm. Giải pháp, quan sát giữ khoảng cách an toàn theo quy định, lưu ý đầu cáp ngầm trên FCO, lưu ý khoảng cách 1m đối với cáp điện áp 22kV, không tiến vào khu vực còn điện cao áp khi làm việc trong trạm biến áp bố trí trong phòng kín. Mang thiết bị dò điện áp cao trên người trong suốt thời gian làm việc để được cảnh báo khi đến gần vật mang điện. Điện hạ áp giật, chưa cô lập nguồn điện đến nơi làm việc, chưa cắt điện. Giải pháp, cô lập nguồn điện đến nơi làm việc. Quan sát kỹ hiện trường, thử điện vị trí tiến hành công tác để đảm bảo đã cắt điện, treo biển báo, B, nguồn điện rò từ các dây đèn đường, biển hiệu, dây thông tin, v.v., dây bông tróc chạm vào kết cấu kim loại. Giải pháp, kiểm tra rò điện tại các kết cấu kim loại, các giá đỡ của dây thông tin, dây đèn đường, chiếu sáng, v.v. Xử lý khắc phục nếu có. C. Điện áp phát ngược từ máy phát khách hàng. Giải pháp, cô lập MCCB, cầu giao hạ thế, thử điện, tiếp địa hạ thế, treo biển báo. Ngã cao khi lên trụ trạm làm việc. A. Do không tuân thủ sử dụng thang, xe gầu, dây an toàn có 2 dây quàng. Giải pháp, sử dụng thang, dây an toàn có dây choàng phụ để thực hiện khi di chuyển, vượt chướng ngại vật hoặc sử dụng xe gầu hỗ trợ. B. Đứng bám vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp, kiểm tra quan sát độ chịu lực của vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây an toàn. C. Quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp, quàng dây vào vị trí chắc chắn. D. Thang mục hư gãy mà không kiểm tra phát hiện. Giải pháp, kiểm tra tình trạng chắc chắn của thang trước khi leo. Sử dụng thang có chất lượng. E. Điểm tựa thang trơn trượt không chắc chắn. Giải pháp, đặt thang vào điểm tựa chắc chắn, không chông chênh, trơn trượt. Sử dụng giải pháp chống trượt ở đầu và chân thang. Sử dụng đệm cao su, có người giữ chân thang. F. Dây tiếp địa rò điện, phát nhiệt gây đứt dây quàng phỏng khi tiếp xúc. Giải pháp, quan sát bằng mắt kiểm tra rò điện tại vị trí làm việc, kể cả dây tiếp địa. D. Khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, móc dây an toàn vào đĩa vải, không sử dụng dây quàng thứ hai. Giải pháp, khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, phải sử dụng dây quàng thứ hai, kiểm tra việc móc dây quàng vào khóa để chắc chắn. Khác, gốc dựng thang không đảm bảo quy định quá nghiêng hay quá thẳng đứng. Giải pháp, dựng thang sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến mặt phẳng thẳng đứng bằng 1/4 chiều dài thang. Thứ tư, động vật, côn trùng tấn công. Không phát hiện rắn, côn trùng, ong trong thùng cầu giao, hộp CB. Giải pháp, quan sát, nhận diện mối nguy tại vị trí, khu vực làm việc để phát hiện, xử lý kịp thời, dùng thuốc xịt côn trùng, sào khu khoáng. Phần 2 công việc thay hoán chuyển máy biến áp. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản gồm sào thao tác, sào tiếp địa, bộ tiếp địa trung thế, bộ thử điện trung thế, ủng cách điện trung thế, găng tay cách điện trung thế, biển báo công trường, biển báo an toàn, bộ cờ lê, mỏ lết, megomet, xe cẩu, máy vặn bu lông, thang di động, rào chắn công trường, máy thử thứ tự pha hạ thế, tiếp địa hạ thế, thiết bị dò điện áp cao cá nhân, danh mục vật tư cơ bản, máy biến áp, cáp nhôm ABC, đầu cóp, buông các loại, giá treo máy biến áp. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh. Thứ nhất, điện cao áp phóng, không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn điện cao áp như đầu cáp ngầm vào trạm, ngầm trên FCO. Giải pháp, quan sát giữ khoảng cách an toàn với điểm mang điện trung thế đầu cáp ngầm, ngầm trên FCO, cô lập điện trung thế bằng cách cắt FCO, tháo đầu cáp, tháo hốc lai lam, cắt nhánh rẽ. Thử điện cao áp, tiếp địa trước khi làm việc.
mang thiết bị dò điện áp cao trên người trong suốt thời gian làm việc để được cảnh báo khi đến gần vật mang điện. Thứ hai, điện giật khi lên trụ công tác. A. Chưa cô lập điện vào máy biến áp đã lên trụ làm việc. Giải pháp: cắt điện vào máy biến áp bằng cách cắt cầu dao CB hạ thế, cô lập FCO, thử điện, tiếp địa cầu dao CB hạ thế. B. Nguồn điện từ các dây câu tạp, đèn đường, biển hiệu, dây thông tin, vân vân. Giải pháp: quan sát kỹ hiện trường, thử điện xung quanh vị trí công tác, thử công kim loại đỡ dây thông tin, đà, vân vân. C. Điện phát ngược từ máy phát khách hàng. Giải pháp: cô lập MCCB cầu dao hạ thế, tiếp địa hạ thế. D. Điện rò, điện cảm ứng khi làm việc trong môi trường ẩm ướt, dông sét, nước chảy thành dòng. Giải pháp: kiểm tra rò điện trước khi lên trụ, ngừng làm việc trong trường hợp mưa nước chảy thành dòng, có dông sét. Ngã cao khi lên trụ. A. Do không tuân thủ sử dụng thang, xe gầu, dây an toàn có 2 dây quàng. Giải pháp: sử dụng dây an toàn có 2 dây quàng, thang di động hoặc sử dụng xe gầu nâng người hỗ trợ. B. Đứng bám vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp: kiểm tra quan sát độ chịu lực của vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây an toàn. C. Thang mục hư gãy mà không kiểm tra phát hiện. Giải pháp: kiểm tra tình trạng chắc chắn của thang trước khi leo, sử dụng thang có chất lượng. D. Điểm tựa thang trơn trượt, không chắc chắn. Giải pháp: đặt thang vào vị trí chắc chắn, không chông trên, trơn trượt. Sử dụng giải pháp chống trượt ở đầu và chân thang, sử dụng đệm cao su, có người giữ chân thang. E. Quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp: quàng dây vào nơi chắc chắn. F. Dây tiếp địa rò điện làm nhiệt độ tăng cao gây phỏng, đứt dây quàng. Giải pháp: kiểm tra dây tiếp địa bằng bút thử điện phù hợp. D. Khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, móc dây an toàn vào đĩa vải, không sử dụng dây quàng thứ hai. Giải pháp: khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, phải sử dụng dây quàng thứ hai. Kiểm tra việc móc dây quàng vào khóa D chắc chắn. H. Góc dựng thang không đảm bảo quy định quá nghiêng hay quá thẳng đứng. Giải pháp: dựng thang sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến mặt phẳng thẳng đứng bằng 1/4 chiều dài thang. Động vật nguy hiểm cắn, tốt, không phát hiện côn trùng, rắn, ong, vân vân sống làm tổ trên trụ, thùng cầu dao, hộp CB. Giải pháp: quan sát mối nguy tại vị trí, khu vực làm việc, thùng cầu dao, hộp CB, trụ điện để phát hiện, xử lý kịp thời. Thiết bị rơi xuống. A. Không đội nón bảo hộ. Giải pháp: luôn đội nón bảo hộ lao động khi làm việc. B. Đứng trong khu vực làm việc của cần tẩu. Giải pháp: không đứng trong khu vực mà vật tư, thiết bị có thể rơi trúng, trong vùng nguy hiểm của thiết bị nâng. C. Tung ném vật tư, thiết bị. Giải pháp: đưa vật tư, thiết bị lên bằng dây thừng, không tung ném. D. Dây luộc, cáp cẩu, xích, móc cẩu, vân vân không đảm bảo chắc chắn, đứt. Giải pháp: kiểm tra dụng cụ, thiết bị, cáp cẩu, móc cẩu, dây nài vân vân trước khi sử dụng. 6. Xe cẩu lật, gãy cần cẩu, không có phương án đảm bảo an toàn khi cẩu vật nặng. A. Xe không đảm bảo độ vững chắc do không sử dụng chân chống hoặc sử dụng chân chống không đủ. Giải pháp: hạ đủ các chân chống khi cẩu vật nặng và kiểm tra vị trí nền đặt chân chống bằng phẳng, vững chắc không bị sụt lún. B. Đậu xe tại khu vực có khả năng sụt lún mà không có biện pháp kê lót. Giải pháp: khi vận hành, đậu xe cẩu ở khu vực nền đất yếu, có khả năng sụp lún, phải có phương án kê lót. C. Phương cần cẩu quá xa. Giải pháp: thực hiện đúng quy định sử dụng thiết bị cẩu kéo. Công nhân vận hành cẩu phải nắm rõ tải trọng của vật cần cẩu, không được đứng dưới tải trọng, trong tầm hoạt động của cẩu. Sử dụng dây thừng hay dây luộc lái hướng vật cẩu. 7. Va chạm giao thông. Không có người cảnh giới, không có cảnh báo công trường. Giải pháp: cử người cảnh giới tại khu vực đường giao thông, cử người giám sát khu vực làm việc, phải lập rào chắn, biển báo công trường. Thứ 8. Chấn thương cơ thể. Do va đập giữa vật nặng đang cẩu với cơ thể. Giải pháp: quan sát, tập trung chú ý khẩu lệnh, làm việc thận trọng, từ từ, chính xác. Phần 3. Công việc thay cầu dao hoặc automat cắt lộ ra hạ thế. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản, sào thao tác, găng tay cách điện trung thế, cũng cách điện trung thế, bộ tiếp địa hạ thế, biển báo an toàn, biển báo, làm việc tại đây, tuốt nơ vít dẹp 3 ke 2 cạnh 4 cạnh, bộ thử điện trung thế, bộ cờ lê, mỏ lết, thang di động, rồng rọc, rào chắn công trường, biển báo công trường, thiết bị dò điện áp cao cá nhân, máy vặn bu lông. Danh mục vật tư cơ bản: cầu dao, automat,
buông, đầu cốt đồng, cắt, xuất, đầu cốt đồng nhu. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh. Thứ nhất, điện cao áp phóng. Không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với phần còn điện cao áp, đầu cắt ngầm vào trạm, ngầm trên FCO, giải pháp, cô lập điện trung thế bằng cách cắt FCO, tháo cò hotline. Giữ khoảng cách an toàn với điểm mang điện trung thế. Lưu ý cách 1m đối với cấp điện áp 22kV. Mang thiết bị dò điện áp cao trên người trong suốt thời gian làm việc để được cảnh báo khi đến gần hoặc mang điện. Thứ hai, điện giật khi lên trụ trạm công tác. A. Chưa cô lập điện vào máy biến áp đã lên trụ làm việc. Giải pháp, cắt điện vào máy biến áp bằng cách cô lập CB, cầu giao hạ thế, cô lập FCO, thử điện, tiếp địa hạ thế. B. Nguồn điện từ các dây câu tạp, đèn đường, biển hiệu, dây thông tin, vân vân. Giải pháp quan sát kỹ hiện trường, thử điện xung quanh vị trí công tác, thử công kim loại đỡ dây thông tin, dây tiếp địa. C. Điện phát ngược từ máy phát khách hàng đến. Giải pháp, cô lập áp tô mát, cầu giao hạ thế, thử điện, tiếp địa hạ thế. D. Điện rò, điện cảm ứng khi làm việc trong môi trường ẩm ướt, dông sét. Giải pháp, kiểm tra rò điện không làm việc trong trường hợp mưa nước chảy thành dòng, có dông sét. Thứ ba, sự cố giao thông va chạm. Không có người cảnh giới, không có cảnh báo công trường khi làm việc tại đường giao thông. Giải pháp, cử người cảnh giới hướng dẫn tại khu vực đường giao thông, cử người giám sát khu vực làm việc, phải lập rào chắn, biển báo công trường, đặt tín hiệu cảnh báo. Khi ngã cao khi lên trụ trạm làm việc. A. Do không tuân thủ sử dụng thang, xe gầu, dây an toàn có 2 dây quàng. Giải pháp sử dụng dây an toàn, thang di động khi làm việc hoặc sử dụng xe gầu hỗ trợ. B. Đứng, bám quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp, kiểm tra quan sát độ chịu lực của vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây an toàn. C. Thang mục, hư gãy, không được kiểm tra phát hiện kịp thời. Giải pháp, kiểm tra tình trạng chắc chắn của thang trước khi leo, sử dụng thang có chất lượng. D. Điểm tựa thang trơn trượt, chông chênh, không chắc chắn. Giải pháp đặt thang vào vị trí chắc chắn, không chông chênh, trơn trượt, sử dụng giải pháp chống trượt ở đầu và chân thang, sử dụng đệm cao su, có người giữ chân thang. E. Quàng dây vào điểm không chắc chắn. Giải pháp, quàng dây vào vị trí chắc chắn. F. Dây tiếp địa rò điện làm nhiệt độ tăng cao gây phỏng, đứt dây quàng. Giải pháp, quan sát bằng mắt, kiểm tra dây tiếp địa bằng bút thử điện phù hợp. D. Khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, móc dây an toàn vào đĩa vải, không sử dụng dây quàng thứ hai. Giải pháp, khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, phải sử dụng dây quàng thứ hai, kiểm tra việc móc dây quàng vào khóa D chắc chắn. H. Góc dựng thang không đảm bảo quy định quá nghiêng hoặc quá thẳng đứng. Giải pháp, dựng thang sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến mặt phẳng thẳng đứng bằng 1/4 chiều dài thang. Thứ năm, động vật tấn công gây thương tích. Côn trùng, rắn xuất hiện trong thùng cầu giao, hộp CB, trên trụ điện. Giải pháp quan sát mối nguy tại vị trí, khu vực làm việc, thùng cầu giao, hộp CB, trụ điện để phát hiện, xử lý kịp thời. Phần 4, công việc lắp mới hộp phân phối đầu trụ domino khi lưới điện hạ thế đang mang điện. Bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản: găng tay cách điện hạ thế, dây đeo an toàn, kính bảo hộ, kềm răng, bút thử điện hạ thế, tuốt nơ vít hai cạnh và bốn cạnh, thang di động, tuýp lắc, cờ lê vòng tự động, dây thừng dài từ 15 đến 20m, đèn chiếu sáng, thiết bị dò điện áp cao cá nhân, danh mục vật tư cơ bản, hộp domino, CB aptomat, kẹp IPC, dây cáp đồng bọc, nắp bịt đầu cáp. Một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh. Thứ nhất, chạm chập, ngắn mạch phát sinh hộ quan gây bỏng. A. Chạm điện pha với pha hoặc pha với mũi trong quá trình đấu cò hộp domino và trong quá trình tách dây cáp ABC đấu kẹp IPC. Giải pháp, làm từ từ, cẩn thận. Dùng dụng cụ tách cáp cách điện khi lắp kẹp IPC, không dùng dao, kềm kim loại. Lắp đặt kẹp theo vị trí so le. Cố định chặt cò domino theo từng pha. Đề phòng cáp ABC tróc vỏ bọc. B. Chạm chập giữa hai que đo của thiết bị đo điện áp do không quan sát, tập trung chú ý. Giải pháp, tập trung chú ý khi tiến hành đo điện áp, không vừa đo vừa nhìn sang hướng khác, làm động tác khác. Thứ hai, điện hạ áp giật. A. Cò đấu tuột trong hộp domino, va chạm vào người bị điện giật. Giải pháp, kiểm tra độ chắc chắn của các cò đấu trước khi công tác. B. Vô ý va chạm thân người, cánh tay, vân vân vào những điểm mang điện xung quanh như chì cá, điểm hở, không nhận thấy điểm hở, bong tróc, dây cấn kim loại. Giải pháp, chú ý tránh các điểm va chạm xung quanh còn điện,
trang bị bảo hộ lao động đúng quy định, áo dài tay, cài cúc, khô ráo, mang găng tay cách điện hạ thế, có biện pháp che chắn các điểm mang điện hạ thế. Người chỉ huy luôn giám sát nhắc nhở công nhân nhóm công tác. C. Chạm vào phần kim loại của dụng cụ thi công có tiếp xúc điện. Giải pháp: sử dụng dụng cụ được bọc cách điện, mang găng tay cách điện hạ thế. D. Do rò điện làm việc tại môi trường mưa, ẩm ướt, nước chảy thành dòng. Giải pháp: không làm việc trong môi trường dông sét, mưa nước chảy thành dòng, kiểm tra rò điện trước khi lên trụ làm việc. E. Làm việc trực tiếp với điện hạ áp mà không mang găng tay cách điện. Giải pháp: trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, găng tay cách điện hạ thế khi làm việc tại khu vực vị trí đang mang điện, ép nguồn điện từ các dây đèn đường, biển hiệu, dây thông tin, vân vân. Giải pháp: quan sát kỹ hiện trường, thử điện xung quanh vị trí công tác. Thứ ba, ngã cao khi lên trụ làm việc. A. Do không tuân thủ sử dụng thang, xe gầu, dây an toàn có hai dây quàng. Giải pháp: sử dụng dây an toàn có hai dây quàng, thang di động khi làm việc hoặc sử dụng xe gầu hỗ trợ. B. Đứng, bám, quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp: kiểm tra quan sát độ chịu lực của vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây an toàn. C. Thang mục, hư gãy, không được kiểm tra phát hiện kịp thời. Giải pháp: kiểm tra tình trạng chắc chắn của thang trước khi leo, sử dụng thang có chất lượng. D. Điểm tựa thang trơn trật, chông chênh, không chắc chắn. Giải pháp: đặt thang vào điểm tựa chắc chắn, không chông chênh, trơn trượt, sử dụng giải pháp chống trượt ở đầu và chân thang, sử dụng đệm cao su, có người giữ chân thang. E. Quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp: quàng dây vào vị trí chắc chắn. F. Dây tiếp địa rò điện làm nhiệt độ tăng cao gây phỏng, đứt dây quàng. Giải pháp: quan sát bằng mắt, kiểm tra dây tiếp địa bằng bút thử điện phù hợp. D. Khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, móc dây an toàn vào đĩa vải, không sử dụng dây quàng thứ hai. Giải pháp: khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, phải sử dụng dây quàng thứ hai, kiểm tra việc móc dây quàng vào khóa đê chắc chắn. H. Góc dựng thang không đảm bảo quy định quá nghiêng hoặc quá thẳng đứng. Giải pháp: dựng thang sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến mặt phẳng thẳng đứng bằng 1/4 chiều dài thang. Thứ tư, phóng điện cao áp. Không đảm bảo khoảng cách an toàn với đầu cáp nằm trên trụ, lưới nổi. Giải pháp: chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Lưu ý cách 1m đối với cáp điện áp 22kV. Mang thiết bị dò điện áp cao trên người trong suốt thời gian làm việc để được cảnh báo khi đến gần vật mang điện. Phần 5 công việc tháo, lắp dây dẫn hạ thế cáp ABC, bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản, găng tay cách điện hạ thế, dây đeo an toàn, kính bảo hộ lao động, kèm răng, bút thử điện hạ thế, tuốt nơ vít 2 và 4 cạnh, cờ lê vòng tự động, kéo cắt cáp ABC, kích 0,75 tấn, kẹp giữ cáp ABC, thiết bị dò điện áp cao cá nhân, dây thường 15-20m, tiếp địa hạ thế CB, danh mục vật tư cơ bản, kẹp ngừng ABC, kẹp treo cáp ABC, bu lông móc, dây ABC, kẹp ITC, ống nối cáp, đầu cốt đồng nhôm. Điện hạ áp giật, A, vô ý va chạm thân người, cánh tay, vân vân vào điểm mang điện của lỗ cáp khác còn mang điện, chì cá, điểm hở, không nhận thấy điểm hở, bong tróc, điểm giao lưới. Giải pháp: chú ý các điểm va chạm xung quanh còn điện, trang bị bảo hộ lao động đúng quy định, áo dài tay, cài cúc, khô ráo. Người chỉ huy luôn giám sát nhắc nhở công nhân nhóm công tác, giữ khoảng cách an toàn đối với điện hạ áp 0,3m hoặc có phương án che chắn bảo vệ. B. Làm việc nhằm tại lỗ cáp còn mang điện hoặc lỗ cáp chưa được cô lập điện. Giải pháp: kiểm tra xác định chắc chắn lỗ cáp làm việc đã hết điện. C. Rò điện làm việc trong môi trường mưa, ẩm ướt, nước chảy thành dòng. Giải pháp: kiểm tra rò điện trước khi lên trụ làm việc, ngưng làm việc khi mưa nước chảy thành dòng. D. Điện cảm ứng, sét lan truyền. Giải pháp: không làm việc khi trời mưa to, có dông sét. E. Nguồn điện rò từ dây điện đèn đường, biển hiệu, dây thông tin. Giải pháp: quan sát kỹ hiện trường, thử điện xung quanh vị trí công tác, các kết cấu kim loại. Ngã cao khi lên trụ làm việc. A. Do không tuân thủ sử dụng thang, xe gầu, dây an toàn có hai dây quàng. Giải pháp: sử dụng dây an toàn có hai dây quàng, thang di động khi làm việc hoặc sử dụng xe gầu hỗ trợ. B. Đứng, bám, quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp: kiểm tra quan sát độ chịu lực của vật, nơi đứng, bám tay, quàng dây an toàn. C. Thang mục, hư gãy, không được kiểm tra phát hiện kịp thời. Giải pháp: kiểm tra tình trạng chắc chắn của thang trước khi leo, sử dụng thang có chất lượng. D. Điểm tựa thang trơn trượt, chông chênh, không chắc chắn, không có người giữ chân thang. Giải pháp:
quàng dây vào nơi, vị trí chắc chắn, có người giữ chân thang. E, quàng dây vào vị trí không chắc chắn. Giải pháp, quàng dây vào nơi, vị trí chắc chắn. F, dây tiếp địa rò điện làm nhiệt độ tăng cao gây phỏng, đứt dây quàng. Giải pháp, quan sát bằng mắt, kiểm tra dây tiếp địa bằng bút thử điện. D, khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, móc dây an toàn vào đĩa vải, không sử dụng dây quàng thứ hai. Giải pháp, khi chuyển vị trí, vượt chướng ngại vật, phải sử dụng dây quàng thứ hai, kiểm tra việc móc dây quàng vào khóa D chắc chắn. H, góc dựng thang không đảm bảo quy định quá nghiêng hoặc quá thẳng đứng. Giải pháp, dựng thang sao cho khoảng cách từ điểm đặt thang đến mặt phẳng thẳng đứng bằng 1/4 chiều dài thang. Thứ 3, phóng điện cao áp. Không đảm bảo khoảng cách an toàn lưới trung áp nổi, đầu cáp ngầm. Giải pháp, quan sát giữ khoảng cách an toàn theo quy định đối với điểm mang điện cao áp. Lưu ít cách 1m đối với cấp điện áp 22kV. Mang thiết bị dò điện áp cao trên người trong suốt thời gian làm việc để được cảnh báo khi đến gần vật mang điện. Thứ 4, chấn thương do vật, thiết bị rơi rớt, tuột xúc. A, không đội nón bảo hộ lao động khi làm việc. Giải pháp, không đứng dưới vị trí mà vật rơi có thể trúng thân thể. Dụng cụ thi công được đặt trong túi đồ nghề. Sử dụng dây luộc chắc chắn để kéo, hạ vật nặng. Luôn đội nón bảo hộ khi làm việc. B, dây cáp văng do tụt kẹt căng cáp, dây thừng. Giải pháp, thao tác đúng kỹ thuật căng cáp, kiểm tra độ chắc chắn, thực hiện chằng néo, đề phòng dây văng bắn. Thứ 5, trụ bất ngờ ngã đổ. A, trụ nứt, hư không đảm bảo độ căng dây. Giải pháp, kiểm tra móng trụ, độ vững chắc của trụ. B, bê tông móng trụ chưa đảm bảo độ đông chắc khi căng dây. Giải pháp, kiểm tra độ vững chắc của trụ khi leo, chèn đá, đầm đất móng trụ chắc chắn nơi đất yếu, chằng néo đảm bảo vững chắc. Phần 6, công việc thay tủ phân phối hạ thế bị hư. 7, bộ dụng cụ đồ nghề cơ bản, sào thao tác, găng tay cách điện hạ thế, tiếp địa hạ thế, biển báo an toàn, tuốt nơ vít hai cạnh bốn cạnh, bút thử điện hạ thế, bộ cờ lê, mỏ lết, rào chắn, biển báo công trường, danh mục vật tư cơ bản, vỏ tủ hạ thế, bu lông, CB Aptomat, đầu cốt đồng cáp xuất, thanh đồng bản. Nhận biết một số tình huống bất ngờ có thể xảy ra và giải pháp phòng tránh. Thứ nhất, động vật, côn trùng cắn. Động vật, côn trùng ẩn nấp trong tủ phân phối, rắn, rết, v.v. Giải pháp, quan sát, kiểm tra trước khi tiến hành làm việc. Thứ hai, điện hạ áp giật. A, nguồn điện do máy phát khách hàng phát lên gây nguy hiểm cho người đang làm việc tại tủ. Giải pháp, cô lập, thử điện, tiếp đất tại hai tủ phân phối liền kề đến và đi. B, nguồn điện đến do việc thao tác nhằm đóng điện từ tủ phân phối khác đến. Giải pháp, khóa tủ, treo bảng cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí tủ cấp nguồn đến vị trí đang làm việc. C, thực hiện công việc mà chưa cô lập nguồn điện đến hoặc chưa cô lập nguồn điện giao lưới, không có động tác kiểm tra trước khi làm việc. Giải pháp, tiến hành cô lập điện trước khi làm việc, thực hiện việc kiểm tra, thử điện, tiếp địa trước khi làm việc. Thứ ba, ngắn mạch, chậm chập, nổ hồ quang. Để quên vật tư, dụng cụ trong tủ hoặc quên tháo tiếp địa lặp lại trước khi đóng điện gây ngắn mạch. Giải pháp, kiểm tra, thu dọn nơi công tác trước khi tiến hành đóng điện. Thứ tư, va chạm giao thông. Không có người cảnh giới, không có cảnh báo công trường khi làm việc tại đường giao thông. Giải pháp, cử người cảnh giới tại khu vực đường giao thông, cử người giám sát khu vực làm việc, phải lập rào chắn, biển báo công trường.